có lệnh phải nấp. Tại vì người tốt quá, người xấu bây giờ bắt đầu họ đến giờ chót rồi, họ đến lúc ngõ cụt, họ sẽ bằng cùng sanh đạo tặc. Có nghĩa là cơ trời đi quá trúng rồi, phải không? Thì lúc đó họ cứ nghĩ ai là người cục đá cản đường. Họ cục đá cản đường họ là chính là bản thân họ. Tham, tham nhũng, tham tiền, tham đủ thứ. Và đồng thời là họ không có chịu thuận thiên, họ nghịch thiên, cải lệnh của cha. Cho nên bây giờ thì chuyện đó, chuyện gì á mà họ không nghĩ tới cũng đang xảy tới. Nước Việt hôm nay đi vào ngõ cụt của sau lưng là một cái núi, một cái bức tường khổng lồ, sẽ không có lối thoát. Nên nói chuyện nhẹ nhàng, không có nói chuyện gây cấn để người ta ghét mình. Thầy chỉ nói sơ sơ mấy con hộ thiên, con của ông trời, con của cha trời mẹ đất ở phương xa, ở nước Việt. Nếu mà có gặp con có ma quỷ vô, nó phá hoại, nó ăn hiếp, thì cứ nhịn á, cha mẹ vẫn còn trong tâm chúng ta. Nó càng phá chừng nào thì chúng ta càng tu tinh tấn thêm chừng đó. Đó là nhắn nhủ vậy thôi, không có gì phải lo sợ hết. Cái gì hào quang phản chiếu, cờ tàn lại tính đường để xe, vô minh nó vậy đó. Thì trong kinh Đức Thầy có nói là gọi là những đứa vô nghì á, tiêu xác, tiêu hồn. Có câu Đức Thầy nói ta xử phân những đứa vô nghì gì đó, phải không? Câu câu đó đọc sao vậy? Hello. Hello, hello. Đây này. Chết nông nại, sân si. Cái gì? Rồi sao nữa? Đợi chùa nghề, đi quốc kiện, hồi quy. Xử phân những đứa vô nghì. Đấy, câu kế tiếp là gì? Quên chứ nghe. Vậy mà nói câu rồi, không thấy câu cũng quên. Phả lóc vết tì ngọc son vậy mà. Ai là đứa vô nghì? Hôm nay 4 năm rồi, bữa nay cái clip là 210 phải không? 211. 211. Mà còn không hiểu ông trời muốn nhắn nhủ mình cái gì nữa. Lì quá, vô nghì. Thử là kiểu nào, xử là cho nó cái bệnh đi khám bác sĩ mang chứng bệnh ung thư hay là cái gì đó, cái gì xử lẹ đó. Hay cho bắt chậm, có cái lọt mũi bắt chậm đó là xử lẹ nhất của thế gian. Bắt chậm như đang đóng vai là cái gì ta, vua địa ngục, nghĩa là Minh Dương địa ngục á, mà bắt chậm xử ngọt luôn. Trở lại từ bữa mình đây, cái mình ngồi ở ngoài đó cho tới tới ra chỗ này, tới ra ngoài sân đủ hết. Lại đây lúc ở ngoài trời nó vui hơn ngồi đây ha.
Nhưng cũng những bữa mưa gió lạnh lạnh là mình vô đây nó cũng vui hơn ngoài trời. Nên đổi qua đổi lại. Nhưng mà vui là lúc đi bộ đây nè. Đi bộ vui hơn. Thái rồi ta, Thái sang đi bộ rồi. Tự nhiên con kể câu chuyện mà con phải mất 5 tiếng đồng hồ đi lạc lên, lấy microphone vừa kể. Vô lý dễ sợ, kêu là ở đó đi. Bắt đầu nói là bi chí Dũng, phải có Dũng đi theo. Cái chân của đại tử Lan, cặp kiều gì mà đi làm sao đi lại mấy đứa này. Cho tưởng nó không có ăn đây anh nói mình tính nói xấu rồi không ở đây ta. Tại vì Mỹ Hạnh chỉ lật đường cho nên đi lại. Mỹ Hạnh chỉ lật đường. Ơ Mỹ sao lại có Mỹ Hạnh chỉ lật đường nữa ta? Tại vì Thái gọi cho Mỹ Hạnh hỏi đường. Cũng may là đi hai kinh chỉ lật đường chứ còn đi về trời mà chỉ lật đường chắc đi xuống á nghe. Đi gần tới núi. Coi chừng đó nghe cũng là Mỹ Hạnh mà chỉ mà đi lộn đường là đi. Không có đi về cha mà đi về gặp ai mà không biết. Cho nên phải cẩn thận. Đi gần tới núi rồi, rồi giờ thấy hai ba đỉnh núi không biết sư phụ ở đỉnh nào. Gọi Mỹ Hạnh hỏi, Mỹ Hạnh phải đi xuống. Đi xuống hồ tới hồ luôn. Mình đi lên núi, tức là chăm đứa con lên núi, rồi xuống biển quá. Là ngày hôm qua là mình đi kinh hành hết như vậy luôn rồi đó. Là cái nghĩ vậy á. Lên trời xuống biển, lên tuốt trên đỉnh núi rồi đi xuống tuốt xuống nước. Ở đây là nước nè. Dẫn đi vậy. Vậy mà cũng hay mất 5 tiếng tội nghiệp đệ tử tôi thôi. Hello. Dạ. Dạ con thấy hai vị ở sao bây giờ con không thể nào chạy theo sư phụ được. Thì hai vị sẽ ở trên núi tới tối luôn. Tại vì vượt qua cái chỗ mà Dũng xình lầy đó là mất thời gian ở chỗ đó rất là lâu. Rồi con mất dấu của cái group ở trước luôn, thì con không thấy gì nữa luôn. Khi mà vượt qua được cái đó rồi thì bị giống như bị lạc luôn rồi. Rồi trên đó con không có gọi điện thoại được. Sau con gọi 3 lần không được, con mới đứng đó con vái bị sân thần. Nói làm ơn cho con gọi chị Hạnh hay là anh Tính hay gì đó, ai bắt điện thoại lên. Sau đó con chị Hạnh bắt mà cái sóng rất là xấu mà con chỉ nghe được chỉ nói là phải leo cái rào qua rồi đi xuống cái đường mà có xe hơi mình chạy xuống được đó, có cái chỗ có cái bồn to đó, cái nói dạ dạ được rồi để em giúp mấy gì này leo qua rào đó rồi đi xuống. Khi đi xuống đó mấy dì cháu đi xuống cái đường đó tới khi đụng được cái hàng rào mà ở phía ngay trong cái hồ rồi xong rồi hỏi mấy người đó mà có thấy cái hồ này không? Dạ thấy. Thấy thì không đi xuống hả? Dạ leo qua cái rào đi qua phía bên cái hồ luôn. Mà làm gì lạc tới 5 tiếng dữ người ta? Dạ đi bộ. Xong rồi cái con mới hỏi mấy người đó, nói bây giờ mai là mình ngồi thiền 2 cặp đúng không? Dạ. Cặp là 10 phút đúng không? Dạ. Nghe tới tức cười không anh? Dạ. Đi còn thời gian đi bộ mà còn lạc không chi về trời không lạc. Khi mà cận tử nghiệp á, ở bên kia nó chỉ không có mấy con đường mòn như vậy đâu nghe. Chỗ nó khủng khiếp lắm, ma nó tới, quỷ nó tới. Ông bà tổ tiên của mình không biết tu á, ngày xưa ông ăn tươi nước sống mà ông muốn kéo con cháu ông theo ông đúng không? Nó nhiều lắm. Rồi nợ cũ, rồi nghiệp cũ, rồi thú vật mình nuôi nó thương mình, nó tới nó kéo mình. Thôi làm baby của tôi đi, tức là loại thành chó không đó. Là khi cần tới nghiệp là đường đi nó dữ lắm. Mình chỉ một con đường mòn thôi mà con còn đi lạc. Cuốn hồ đến lúc mà cần tới nghiệp nó có dạng trăm nghìn cái đường, nó biết đường nào đâu mò. Thì lúc đó kêu cha trời ơi, mẹ ơi, sư phụ ơi, chị Nín Kiệt ơi, vậy thôi à. Thì còn được đi về thiên đình phải không? Gắn nhớ lần này con này cũng bài học á. Con thích nhất cái khúc mà leo rào. Giúp thầy hay gì đó leo rào là hồi hộp nhất đối với con, sợ nhiều khi hay gì. Ngày qua ối thấy lù lù mà cả về chót mới xuất hiện. Dạ.
Xong rồi con hỏi cho có cái bác đó, hỏi rất nhiều người ta không biết cách về để mình về núi. Nói bây giờ con muốn trở lại cái núi mà có cái nhà màu vàng trên núi đó, làm ơn chỉ đường giùm. Mấy người kia nói con không có rành. Xong tới con đi ra, con gặp cái bác kia ngồi đang câu cá. Con hỏi, xong bác nói bây giờ con phải đi ra cái đường tránh đó, loại bộ ngược ra cái đường tránh mà xe hơi chạy đó, đi xuống cái đường mà Downing hay gì đó, cái chỗ mà mình sẽ đi bộ ra mình gặp đường quẹo, mà khi mình lên núi đó mình quẹo trái, mình gặp cái là đường quẹo trái lên Port đó, phải đi ra tới đó rồi quẹo trái rồi bắt đầu mới tiếp tục đi bộ lên, đi trên con đường đó rất là nguy hiểm, xe ở xong người ta lên quá chừng luôn, bốn người chạy cái đường đó, đường lên núi thì nó dễ hơn đường đi lên trời, nên học bài học kinh nghiệm. Có nghĩa là gì? Tự đốt đuốc mà đi. Thấy là liệu cơm mà gấp mắm, nghĩa là mỗi ngày phải tu tập tinh tấn. Đúng như đi lên núi thôi, lên núi cần phần có thể, cần có thể lực. Không có thể lực mà đột xuất mà đi á, mà sức già sức yếu thì lên 70 tuổi mà đi kiểu này là chỉ xong luôn. Lắc đầu, nghĩa là ý chí mạnh hơn là thể lực. Thì thụ đang dùng hai cái này để mà đối chiếu về mặt tinh thần của mình cũng vậy. Tu tập là cũng giống như tập thể thao mỗi ngày, nó có sức lên núi. Còn mà không tập thể thao, không có chạy bộ mỗi ngày mà lâu lâu lên núi cả thụ cũng lẹ lưỡi á. Lên điện cha thôi, từ ở điện mẹ mà lên điện cha thôi là phải ngồi nghỉ ba chập á, cỡ mấy tháng mà không có tập thể dục á. Còn mình tập thể dục mỗi ngày, một chạy lên luôn chạy xuống đi chơi 5-10 phút. Ý mình nói là mỗi ngày mà mình đọc kinh thì mình ghiền đọc kinh. Mà vì lý do gì không biết, mình không có đọc kinh nữa, mình sao lãng chừng 2 tuần á, mình cầm lại cuốn kinh nó nặng cũng hơn là cầm 100 kg sắt vậy đó. Nên gán tinh tấn, đã mình có cái chớn rồi thì mình phải tiếp tục. Câu hồi xưa ta nói gì ta, nghề trao võ luyện phải không? Cái gì? Văn môn võ luyện. Kiếm thì lâu lâu cũng phải đem ra dợp chứ không phải nó đỡ trong vỏ hoài nó xét. Huống hồ chi đã biết được thiên tâm, biết được cha đường mẹ, biết được lăng nghiêm thập chú đại bi thì cũng nên đọc mỗi ngày. Thì cũng là một cái một mình phải cho đó là một cái bổn phận, một phần để cuộc sống, để mình bỏ cái xác phàm vô thường, cái thế gian vô thường này mình đi về. Còn gì gia đình con cái lận đận hay là khổ gì đó mà ý chí mình không có vượt lên á, và mình sao lãng kinh điển, ngồi thiền mỗi ngày với số 12 á, ngồi thiền đọc kinh á, thì mình sẽ thụt lùi lại, mình cũng giống như những người thường ở dưới lầu này vậy đó. Mình là khác người thường. Đạo thiên tâm, đạo của cha xuống trần cách đây 6 năm về trước, là mục đích chính là mình sống thế gian, mình hạnh phúc gia đình, và đồng thời mình xuất thế gian cũng nhẹ nhàng ra đi, không có gì nặng nề quyến luyến tình cảm cũng như vật chất. Bao nhiêu tài sản cũng không có quan trọng gì ngoài để được đi về gặp cha gặp mẹ trên trời. Đó là mục tiêu của chúng ta, đó là hội thiên. Đó là lý do tại sao sư phụ phải đầu thai xuống mang thân người bây giờ, để mà ngồi giải thích. Và giải thích từ bập bẹ cho tới bây giờ cũng ok á, dùng chữ bập bẹ luôn đây ngàn hoa các bài đại tử. Sư phụ con thích sư phụ từ lúc sư phụ nói chuyện bập bẹ. Còn bây giờ sư phụ còn cũng bập bẹ là gì so với những người mà người ta được làm về truyền thông á, hay là người ta có khiếu ăn nói hay học vấn trong trường á, chú đâu có ai dạy đâu. Tất cả từ lúc không biết ca bây giờ biết ca, từ lúc không biết nói chuyện bây giờ cũng biết chút chút, từ lúc không có đủ danh từ để mà mình express mình nói lên cái ý á, bây giờ cũng biết chút chút. Nhưng mà cái tâm của sư phụ là thương tất cả mọi người, từ bi từ xưa giờ là sanh ra đã có rồi. Hôm nay chúng ta đã biết được chân lý nó quan trọng hơn là tất cả mọi thứ gì,
trên thế gian này. Mà chân lý không phải dễ tìm, mình phải có cái sự tinh tấn và có cái đầu óc rất là cực kỳ phân tách ra, người này nó đúng, người kia nó sai, tức nghĩa là mình phải có cái trí huệ cao siêu thì mình mới nhận ra được. Cũng giống như mà những cái gì mà nó quý giá, người thường bình thường người ta không có nhận được. Cũng giống như hộp sòn á, mà loại tốt á, mà người bình thường đâu có biết, loại mà VVF1 nữa không, Hurricane Arrow đó. Chỉ có những cái dân chơi hộp sòn nó mới biết. Còn người phàm nhìn cục hộp sòn giả của Mỹ, nó cũng hai cục bự như này, những cái cục bự bán rẻ hơn cục nhỏ xíu nữa. Thì sư phụ là cũng giống như vậy, thiên tâm là như vậy. Nó phải tu tinh tấn. Hả? Nó rã lò. Đúng rồi. Hello. Đang ok mà. Cái này nó không có liên quan tới cái này. Thì người ta tiếng nó ra đây không đúng không? Hello, hello. Con nghe tiếng đó đúng không? Hello. Quý vị nghe cái lo này em đang nghe lo trên nóc nhà vậy ta? Dạ, nghe lo trên nóc nhà. Hả? Dạ, là lo trên nóc nhà. Hiện giờ hả? Dạ. Hiện giờ nghe lo trên nóc nhà. Dạ. Ở đây có. Đó, thôi là kiểu nào cũng được, đây nó có hai dòng máy. Bây giờ bộ về đây mỗi lần mỗi sáng á, 15 phút thôi mà nó lo mấy âm thanh này á. Bữa nay là tương đối là 95% là ok đó. Hello. Đây có một cái bài mà ở trên trên mạng. Cái tiếng đó là tiếng echo phải không? Không có tiếng echo không? Con dặn cái âm thanh, cái nút âm ly nhỏ lại, volume nhỏ lại. Ok. Tắt luôn. Cái này trên mạng, nhưng mà dù nói đây thì trên Việt Nam có nhiều người ta không biết. Cái này cũng hay nè. Cái này thì Hùa đọc nguyên văn nha, cái này thì Hùa đi lấy trên mạng xuống và đọc lại, nhưng mà chia sẻ để cho nhiều người hiểu. Là của, đây là nhà thiết kế tác giả thời trang nổi tiếng nhất thế giới, tên là Krista Rodriguez, tỷ phú á, thời trang quá không, còn tuổi trẻ quá không, lấy trên Facebook đã viết đoạn văn này trước khi bà qua đời vì bị bệnh ung thư. Bệnh ung thư nó có thể xảy ra với chúng ta bất kỳ lúc nào, có thể ngày mai á đi vô khám tổng quan cái mình nó quản hồn. À, thì bà này bà tỷ phú mà. Bà nói, tôi có chiếc ô tô thương hiệu đắt tiền nhất thế giới, nhưng nằm ở trong cái trong cái nhà đậu xe của mình, nhưng giờ tôi phải đi di chuyển bằng xe lăn. Bà viết thì lại bà như nổi tiếng, bà viết như vậy. Thứ hai, nhà tôi có đầy đủ các loại quần áo, hàng hiệu, giày dép và đồ có giá trị, nó đồ sang không á con. Nhưng cơ thể tôi được bọc trong một tấm vải nhỏ do bệnh viện cung cấp. Không? Tức là khi mà cái chân lý là chỗ này nè. Hả? Thưa đang nói tới chỗ chân lý, tìm chân lý. Số 3, tôi có đủ tiền trong ngân hàng tỷ phú mà không đủ. Nhưng bây giờ tôi không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ số tiền này. Tức là có tiền mà xài được á, nhìn số là nó cứ lên tiền lời mỗi ngày, nhưng mà không có xài được. Thứ 4,
Ngôi nhà của tôi giống như một cung điện, nhưng tôi đang nằm trên chiếc giường trong bệnh viện. Nghĩa là bà nói nhà bà như một cung điện là con biết nhà bà cũng thiết nhà ít nhất cũng phải 5-70 triệu đúng không? Cung điện là phải 5-70 triệu. Cái nhà villa thường đây chừng 5-10 triệu là dữ rồi. Thì bà diễn tả cái nhà của bà như cung điện. Mà hôm nay là bà không bấm gì? Tính anh đụng nó gớm. Không sao, chỉnh lại được. Ok sư phụ. Thì bây giờ bà nằm trên cái đôi giường trong bệnh viện, thì con thấy nhà cung điện cũng như không. Số 5, tôi có thể đi từ khách sạn 5 sao này sang khách sạn 5 sao khác, nhưng bây giờ tôi dành thời gian trong bệnh viện để di chuyển từ phòng thí nghiệm này sang phòng thí nghiệm khác. Cái nghĩa là bà mà muốn ra khỏi cái bệnh viện chắc cũng hơi khó đó. Chỉ muốn ra sân sau nhà bà không gió cũng hơi khó nữa. Thứ 6, tôi đã tặng chữ ký cho hàng trăm ngàn người, tức là người nổi tiếng tặng chữ ký cho hàng trăm ngàn người. Ghi chú của bác sĩ ngày hôm nay là những chữ ký của tôi. Nghe là to lắm. Có hiểu không? Số 7, tôi có 7 người thợ làm tóc để trang điểm cho tôi mái tóc của mình. Hôm nay tôi không có một sợi tóc nào trên đầu. Ung thư rồi, rụng hết rồi. Mình chỉ tội nghiệp là 7 người thợ làm tóc cho bà mỗi ngày thất nghiệp. Ây là Phật. Số 8, trên chuyên cơ riêng của tôi có thể bay đến bất cứ nơi đâu tôi muốn, nhưng bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của hai người để đến được cổng bệnh viện. Tức là có máy bay riêng đó không? Có Lamborghini, có xe limousine là rước vào đó. Nhưng bây giờ bà cần hai người đưa bà tới bệnh viện. Đây là lời chân tình đó nghe không? Số 9, dù ăn nhiều nhưng khẩu phần ăn của tôi là hàng ngày là 2 viên thuốc và tối nhỏ vài giọt nước muối. Cái là lúc bà sống bà ăn gì cũng là đầy bàn đúng không? Nhưng mà giờ mỗi ngày chỉ 2 viên thuốc với vài giọt nước muối. Ngôi nhà này, chiếc xe hơi kia, chiếc máy bay nọ, phản lực của tôi, đồ đạc đắt tiền, rất nhiều tài sản, tài khoản ngân hàng, rất nhiều danh vọng, tiếng tăm, không có cái nào phù hợp với tôi cả. Không ai trong số này có thể giúp tôi nhẹ nhõm. Cuộc sống thật là để an ủi rất nhiều người mà mang lại nụ cười trên khuôn mặt của họ. Không có cái gì là thật ngoài cái chết. Cầu mong ai ai cũng sống trong tỉnh thức. Cái bài này bà sắp chết mà bà còn viết được cái bài này. Đó là một cái chân tình thật của một người tỷ phú nổi danh giàu có. Khi một người đang nằm mang bệnh viện như nằm như vậy thì những lời này là lời thật. Khi mà những cái buổi tiệc linh đình bạn bè Hollywood hay là bạn bè mega rồi đó, cầm ly rượu đỏ chia rồi đó, những người đó sẽ không có xuất hiện ở nơi này. Giỏi lắm họ để chậu hoa hay là bình bông rồi thôi. Nhưng con của ông trời chúng ta, sư phụ mong sau này bất cứ huynh đệ tỷ muội nào trên thế giới họ thiên đó, thì những cái họ thiên ở gần nơi đó đó, tuy là lúc sống mình không biết nhau, nhưng mà đã nói con họ thiên đang nằm trong phòng viện thì ở gần cũng đến để mà nói lên
an ủi, nói lên những gì mà sư phụ đã hiểu được thiên tướng chuyện này, hiểu được cha, để gợi lên những cái lời nói của những cái mấy năm nay thì cũng đã là tình nghĩa anh em ở có duyên gặp nhau thế gian, có duyên mang họ thiên trong lúc mang sắc phàm, rồi hẹn ngày tái ngộ ở trên cõi trời, đúng không? Bữa nay chờ đệ tử đi xa lăng tới để mà bắt ngư làm bạn, rồi bắt đầu mai mốt về cõi trời gặp lại, phải không? Chị Lan rồi nè, sắp sửa gặp anh rồi nè. Nghe nó tự thì sợ không có đâu, mấy con còn 4-5 năm mà lo gì. Muốn không cho bộ xin thêm cho thêm, mệt lắm, chán lắm. Đi hai chừng có một chút thôi cũng đi lạc nữa. Đó là cái núi mà chú chọn là để chung dung ngày hôm qua, nguyên cả đám đi được, đúng không? Là thấp á, mà cái núi mà của mình á lên trên kia làm sao đi nổi, khó hơn. Cái này đi kiểu mà lại lại nó có 1000 mấy feet à, hình như ngày qua chưa tới 1000 feet nữa, nó có 700-800 feet. Ở trên chỗ Điện Mẫu á, chỗ mà Phật Di Lạc á của mình á là khoảng 1000 feet nha, lên tới Điện Cha là khoảng 1000 mấy trăm feet, mà lên tuốt trên đỉnh núi của Thiên Long Sơn là 2500 feet. Còn ngày qua nó thấp hơn Điện Mẫu, đúng không? Thấp hơn Điện Mẫu nó chỉ 700-800 feet à, so với mặt biển. Thì đâu nhầm gì đâu. Tại sư phụ đi kéo một đống mà giày dép gì cũng đi được, thì có nghĩa là sư hiểu, sư đâu có dẫn mấy con đi lạc đường đâu. Ở thế gian sư phụ phải biết tính. Cái đầu của sư phụ không phải tính cho một đứa, mà tính chung hết một cái tập thể. Hiện giờ cũng đang tính chung cho cái trái đất này, cho nước Việt, thì nó chung hết. Còn sư phụ đấy, trước khi đi sư phụ nói cái gì có ai nhớ không? Trước khi mà sư phụ bước xuống để dẫn đi á, hả, con nhớ không? Nói sư phụ nói gì, lấy microphone nói. Sư phụ dẫn đọc cái câu trước, cái câu trong kinh Sám Chi Mậu. Thì dĩ nhiên tuần chiêu dần đáng trực chi mậu nhất thế giống như anh tự hồ nhược ư túc hạ tán kỳ hình nguyện như tức thời sanh tịnh độ án giờ để chủ đi tới hành đó ha, phải không? Nhưng mà cái đó là sư phụ biết là có nhiều con mình sẽ đạt trong lúc mình đi, thì sư phụ dạy mỗi đứa đọc cái đó là chuyện khác. Sư phụ đang muốn hỏi cái chuyện kia là trước khi sư phụ đi, sư phụ dạy cái gì? Dạy về những người ở lại, dạy gì? Phải có chánh kiến là đi không nổi thì cứ ở lại. Còn nói lớn lời này, có nghĩa là phải liệu cơm gấp mắt, yeah. Biết mình đi theo ông nổi thì ở lại, yeah. Và đồng thời riêng bắt ngư á, sư phụ kêu ở lại. Đúng không? Là tự vì sư phụ đã nhìn thấy được là nếu mà một người mà đi chậm, cả đám sẽ đi chậm. Con hiểu không? Nó cũng giống như cõi ta bà này, là sư phụ đã biết tính trước cho cả những cái người đi không nổi. Sư phụ phải dặn kỹ nghe, ở lại nha. Nếu không á, cái tâm của sư phụ mà ngạn qua mà hên á, là thái mà nó gọi không được á. Mà nếu mà lỡ như có xích nào mà lỡ vô lỗ tai sư phụ mà nghe được á, làm sao có thiên lang rồi mấy bô lão mà đi tút ở phía sau, thì là mình sẽ không có buổi tối buổi chiều mà trở về nhà buổi chút đâu á. Con có hiểu không? Là phải quay lại á, là trong đó sẽ có cái có một đứa đệ tử đi phi trường 4:30 á, cũng sẽ bị trễ luôn á. Cái hồi đâu có bỏ người nửa đường được, cũng may à, gọi không được. Tại sao không biết là không có tội, mà cái gì vô mắt vô tay cho hồi chịu không có nổi. Rồi đâu có dặn là phải ở lại, đó là hồ lặng hợp với cõi trần này rất là nhiều, tái sanh rất là nhiều để mà mục đích đưa con với cha mẹ về trời hết là vậy đó. Đến cái mà kiếp cuối này á, hồ phải ngồi phải lộ cơ nói hết để cho mọi người biết được rõ ràng cái đường đi của mình. Cái hồi xưa giờ á, chúng sanh chúng ta Phật tử cà gù cà gật đâu có bao giờ hiểu cõi trời là sống như thế nào, sung sướng như thế nào, chỉ nghe trong kinh A Di Đà đã thôi, rồi cái khoái,
rồi cái mê theo đó, rồi cái dị đoan theo đó, rồi cái ước về đó, rồi cái nghe gặp mấy ông thầy thời nay, thầy Quốc Danh, ồ cứ ngờ niệm Phật thôi, không có Ngọc Hoàng Thượng Đế đâu, không có Phật Mẫu đâu, có Phật A Di Đà không à, A Di Đà Phật thôi, không cần đọc chú đâu, không cần đọc kinh, không cần ngồi thiền đâu, chỉ niệm Phật là được giảng sanh, là bị dụ rồi đó. Không có chuyện đó, tại vì mình sư phụ đã phân tích nhiều cái clip rồi. Khi cái đầu của mình suy nghĩ như thế nào, thế gian về trời mình vẫn suy nghĩ như thế đó. Khi một người còn sống mang sắc phàm, họ còn ham muốn cái gì á, họ bỏ sắc phàm họ vẫn ham muốn y chang. Đó là tại sao những vong linh mà ông bà mình hay chết á, mà có cái nguyện ước gì mà chưa thành á, chết không có chịu đi mà lòng vòng ở trong nhà mình, cứ cho con cháu nằm mơ hoài á, là cũng là một cái phần giải thích á. Huống hồ á, là mình phải sống ở thế gian, họ thiên khi đi học phải học thật là giỏi, khi ra đời phải thật là xông xáo giúp những người xung quanh, khi vô hãng làm phải là một nhân viên tốt đi đúng giờ, khi mở tiệm nail thì phải làm có lương tâm, không có sự gọi là ham. Mình làm đúng cái giá của mình, ví dụ như 40 đồng full set thì 40 đồng full set, chứ không có cái mai mốt có người mở cái tiệm cái bên ta để 35 cái mình hạ xuống 25, cái đó vẫn còn tham cạnh tranh, là mình mất đi cái phần đạo nghĩa của mình, thì mình cứ vẫn giữ cái đó. Cái phụ dạy thì đúng nè, cái người ra đường giữa neo ta không có tính theo đồng tiền thấp đồng tiền rẻ, nè ta tính cái người nào họ thích thôi. Mấy con mà có tu tập ngồi thiền có hào quang là bảo đảm mấy khách nhưng mà vô giữa neo á, nó có cái hào quang xanh, hào quang điển thanh á, là tự động họ thích mình, họ tới hoài thôi. Con ăn mắc kiểu nào họ cũng tới, chứ không phải là hạ giá mà con ăn nói tộc lóc rồi không có học thức rồi ăn nói người ta không thích người ta bỏ, người ta chỉ là thích người nào hay là không thích người nào, đó là nghề neo. Cho nên giá của mình để làm sao mình cứ vậy, không cần phải cạnh tranh xuống giá. Mình chỉ cần tu tập, mình chỉ cần dùng cái tâm của mình thật tình và cái hiền của mình, và mình nói những lời chân lý, mà những cái người giàu hơn mình vô rửa neo, họ không có cái chân lý, là chưa chắc người giàu họ hiểu chân lý. Cái chân lý là nãy sư phụ nói cho bà tỷ phú, và đồng thời cái chân lý là lâu nay những đứa con họ thiên ít nhiều cũng hiểu được, rồi cha mẹ hiểu được cái mục đích của họ thiên tâm là cái gì, đó là chân lý dạy cho họ biết. Khi họ hiểu rồi á, là bảo đảm họ kéo một đống bạn bạn giàu, sợ con mở ra 5-10 tiệm không kịp á. Cứ tin lời cho hộ đi, cái tu tập của mình nó đem lợi rất là nhiều cái lợi lạc, và đem những cái thật lòng của mình với người khách hàng của mình, đem tới những cái vui cho người khách hàng của mình. Thì khi cái bà giữa neo, cái bà mà tới làm neo là người Mỹ đúng không, thì mình đâu biết bà giàu hay là nghèo như thế nào, nhưng mà bà nhiều lúc rất là giàu. Nhưng mà khi mình tới đó, bà tới bà nghe một đứa con họ thiên nói những lời mà rất là hiền từ và có đạo đức á, là bảo đảm mà cả đời bà bám con luôn. Tại bà cũng dạng giống như cái bà ung thư đây nè, đang thèm khát chân lý. Tức là bà tới giữa neo 40, bà không trả 40, bà trả 400, và cái công con nhãn đạo cho bà nữa là bà trả thêm 4,000 nữa. Thế mà nhiều lúc với bà mà bà nghe họ. Cho nên mình không có sợ mất khách, ừ, với nóc tiền neo một chút thôi. Không có phải là nghề neo nhưng mà tôi hiểu vậy đó. Tại vì tất cả mọi người đều thèm khát chân lý mà họ cứ đi. Ta lần mòn leo mai, không qua được vết sầu. Cái câu đó là nặng lắm á. Cả đời đi tìm chân lý mà tìm hoài không có leo qua được cái bức
từng vết sầu á, lúc nào cũng bỏ khổ. Lúc nào sáng dậy á, bữa nào á mà nó đầu óc tỉnh táo là ngày đó mình có phước rồi. Every morning á, nhiều lúc xuống cái là thấy sần sần chóng mặt hay là say sẵn là thấy đông rồi. À, thấy bữa đó không muốn ly cà phê là thấy hơi buồn rồi đó. Dù chỉ mong ngày nào á, bớt nói cho cổ nó đừng kéo đàm, nó để sư phụ ra còn gặp mấy con. Cũng may sáng nó cũng hơi đàm, với nãy đứa nào làm ly nước ở nhà nóng nóng thì hạ xuống giờ cũng còn giọng cục. Dù chỉ là cái giọng thôi, tại nói nhiều á nó bị khô cổ thôi. Ngoài ra cái đó là không còn không gì để ngán buồn. Mỗi buổi sáng đó, trong nhà ngoài vui quá nhận cả đám đi rồi ngồi ở trong nó có cái hình mà bông phấn không à? Bông vàng á, trời ơi tối về á nó bông phấn không á bạn, nó allergy dữ lắm á, nhưng mà cỡ cái hình nó đẹp. Nó nào có cái hình ngày qua mà bông phấn không? Ồ không có nào bỏ lên mạng cái hình đó đó, chụp mà ngay cái chỗ mà bông cỏ cái đầu của ông rồng á đi tuốt trước, còn cái đuôi tuốt tuốt mới sao thêm cái đuôi 5 tiếng. Mình có phước mình còn đi bộ được, biết bao nhiêu người mà bị xương hay là bị gao hay này nọ đâu có đi bộ được đâu. Cho nên bữa nào cơ thể mình bình thường được á là mình phải cảm ơn cha mẹ, cảm ơn Phật cho con đi được. Ngày nào mấy con còn bay qua gặp sư phụ được là mấy con phải cảm ơn lên núi và cảm ơn cha mẹ. Con qua được tới thánh địa để mà đảnh lễ cha mẹ. Còn ngày nào mà nằm ở giường bệnh mà chỉ còn có vô cái điện thoại mà coi video không á thì chỉ có ngồi khóc thôi, buồn á hả, không phải dễ đâu. Mà chưa tính nữa cha mẹ ơi con có 5 tiệm nay không, con phải lo quản lý, con đi không được. Ngày qua ngày đến lúc mà sức khỏe mà bị cái gì cái rồi xong, đâu có về thăm được cha mẹ trên đỉnh Thiên Long Sơn, đâu phải dễ. Một người mà có duyên về Thiên Long Sơn mà như vậy á là có đại phước, phụ dẫn về trời hết. Trời ơi, thằng Tú ngồi thiền luôn nữa không? Nghe buổi chúc ở Mỹ mà ở bên Việt Nam mà coi mình ở bên Mỹ mà có buổi chúc như vậy á là cũng thấy vui á. Mà cái đất Thiên Long Sơn làm như đất lành, trồng gì nó cũng mọc á. Thử mà con bỏ rau thơm á, rau này rau kia để nó cũng mọc nữa. Nó có mấy cái rau mà rau quế, rau gì á, mùa rải rải mà bữa nào mà không có lạnh lắm kìa. Hồi xưa cái bụi trúc này nó có chừng khoảng nhỏ thôi, lúc mà nó mọc quá trời thì phải nhổ ra rồi cái kia người ta cắm cắm. Bữa nay nó thành là mỗi ông tứ đại thiên dương á, ông bắc ông nam ông đông ông tây á, mỗi ông có một cái bụi trúc sư phụ đi cắm nhỏ xíu à. Tại vì có cái cây á, cây nó coi chừng bao nhiêu ra, mà bây giờ ông thấy cái nó bự gì không. Cái núi của mình nó là thánh địa thì nó có cái thiên nhiên của nó rồi, nhưng mà hồi xưa lúc mà mới mua nó không có cây gì hết. Mình muốn cho thế hệ con cháu họ Thiên á, hôm nay chúng ta rảnh rảnh lên á, đứa mua cái cây trồng cái hàng nghìn năm ở đó thì sau này họ Thiên lên là nhớ là cái này là Thiên Hải trồng, Thiên Cảnh Túc trồng, Thiên Văn trồng, Thiên Mỹ Hạnh trồng, thì người đời sẽ nhắc tới tên mình hoài á. Tại cái bóng mát cũng là tạo công đức được nha con. Cho nên tại sao trong kinh Phật dạy mình không có nên đốn cây bừa bãi,
mình cắt một cái nhánh cây giống như mình cắt một cái cánh tay của một con người vậy đó. Tại cái cây á, có ông thành cây. Có một lần sư phụ là ông thành cây ở trên, gọi là ông thành cây. Ông giận sư phụ luôn á, mà ngay ngày đó hả, hai thằng mới lái xe văng xuống cái núi, văng từ cái chỗ điện, chỗ cái bản Thiên Tâm, cái chỗ hội trường á, văng xuống mà ông chết, ông chỉ cảnh cáo. Rồi với hai ông nhà báo mà lên kiếm chuyện cho phụ á, rồi xong mới đi xuống núi, ông làm cho té một cái, hai cái đầu gối lát chảy máu hết, chạy xe không kịp. Mấy vị rất là linh, mà đang kể chuyện thành cây là ngay cái khúc, để một nghe ngay khúc nào ta. Chỗ ở nhà bữa trúc mình, chỗ cái xe hộ đậu ngày hôm qua, xe đen chỗ đưa á, nó có cái phía mình đó, nó có cái nó có cái đó gọi là gì của mấy thằng Boy Scout làm á, nó ngồi có cái đầu tre đó, rồi xuống đó chừng 10 feet thì nó có cái cây hiện giờ là đứt một khúc á, hiện giờ còn cái gốc này nè, thấy không, nhớ không? Là nó có khúc cây đó, cái hồi đâu có biết là có một thằng cây ở trong đó. Rồi lúc thằng mễ mà làm đường á, cái tự nhiên nó cưa, trời ơi, bữa đó ông quậu, ông về ông mát chưa hụ. Là mấy thằng mễ nó làm đường nó cưa cây. Thế nên thằng cây có trên núi mình, không phải trên thằng nha, là các bạn ổng, là riêng cái cây thôi, có người ở. Lúc mễ làm đường nó cắt, bây giờ còn ở gốc. Cái bữa giờ ông la, ông nói nhà của ổng thái tử kêu người làm này nọ. Cô quản hồn đã cho ổng chào ha, bất giận. À, cô tiên tới rồi. Dạ, dẫn cô tiên vô. Còn lấy mấy cái remote control đừng ai để đụng nó. Kéo cái ghế xuống đây nè, để đụng cái càng của con. Thù mà kể chuyện siêu nhiên á, nhiều thứ siêu nhiên lắm, kể nhiều quá các bạn, ta nói mình ảo tưởng nữa, mà tại sư phụ là người ảo tưởng mà, thì có nhiều chuyện ảo tưởng lắm. Cái dài của đại tử đó đụng cái nút á, cho nên đèn tắt đó. Ở dài của con á, ở cái nút đó là nút của cái đèn, không để tắt đi đâu sao. Để ra đừng thấy mặt. Sao khỏe không? Cậu ở hoài hoài vậy? Đâu rồi Thiên Nhân ơi. Và cúng cho mẹ rồi nè, cha mẹ bên đây cũng giống nhau à. Để bên bàn thờ. Bên này là chờ mà chút. Rồi, cha mẹ rất là thương. Qua đây để đây đốt coi nha, cái này sao mà phải chạy cái này luôn. Ngày hôm qua chạy được không? Chạy thì không, chứ mọi chứ. Hôm qua sư phụ dẫn một phái đoàn đi như này. Thiếu Thiên Nguyệt Liên buồn quá. Hả? Biết là đi phải không? Cô Rơn Ca cười lớn. Chị Lan cười lớn. Biết là đi phải không? Ông nó đi cái này nè, đi hai kỳ ngày qua, mấy này hình này ngày qua ở. Tức là có cái hình mình chụp bông á, nhắn tin cho hội để hội bỏ anh mày. Telegram hả? Sư phụ cái clip mà. Đại tử, con chỉ cần lên thiên đàng thôi, chứ con mà đi theo chứ hội là con về sớm. Sư phụ mở clip 210 lên rồi.
Sư phụ mở clip 210 nó có rồi. Nó dùng chỉ cái hình để mà bỏ ở đây. Có forward qua. Sư phụ vô group cho cái air xuống cái chót là một đống hình luôn á sư phụ. Hình bông không ạ? Hình bông hả? Dạ. Bông mình nó mới đẹp. Nhưng mà Thiên Nguyệt Liên cũng đòi đi. Ngày hôm qua xém một chút á, là có người dành đi về trời trước rồi. Nếu mà lạc 5 tiếng thôi mà lạc 10 tiếng qua đêm thôi là mấy sư tử ra nó gặm bé là đi. Phải không? À, ai, à, là có người dành đi về chỉnh trước. Giơ tay, giơ tay kìa. Phật thôi cho mà để cho mấy đệ tử họ thiên mới nhờ con tốt hơn. Hôm qua đi lạc nhưng mà vẫn đi bộ từ bắt đầu cho tới về tới Thiên Lục Sơn lại, không có nghỉ, không có bị gì hết, thành ra còn sức khỏe. Ông cái là cái máy này, xe này giờ còn có 2 máy à, xe là 8 máy 6 máy không à. Ai biết chừng nào tới. Làm cái đuôi rồng nó dài nữa. Hai vị cứ từng bước thần đi từ từ cho đến. Con cũng giống như là hướng dẫn viên du lịch luôn. Con phải đi hơn trước quay lại coi mấy vị đi có sát vô lại không. Nên xe chạy quá chừng luôn. Dạ. Ở đi ngày qua tới chiều đi hồ thấy mặt con của Quảng Hồng này sáng như ở đâu ta. Thì ra hỏi ra mới biết cớ sự. Thường có thành thân người ông lột dạng khác. Còn cái chuyện mà mỗi ngày thu đâu cần biết. Cái người biết là người biết con làm gì làm sao. Đang hẹn với vợ rồi đang hẹn với bồ rồi chết luôn rồi. Và không có thành thân kiểu đó.